Nhưng mà chị chân diện vừa vừa thôi chị ơi, tôi nói thiệt mấy anh đây nghe. Thường thường ta nói á, vợ xấu vợ mình, vợ đẹp vợ người ta. Nghe không? Phải. Ờ. Đây bác nói. Anh phải rồi nghe không? Bác nói phải. Ờ. Đây, mỗi lần mấy ông ra đường ấy, nhìn cô kia khen đẹp. Cái liếc cô kia khen xinh. Trời nói gì cũng nói. Trời ơi, người ta thường nói là cái đẹp là cái trời cho, ai mà không ngó ốm o gầy mòn. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bác ngó cho đẩy vào. Thế bác có mập béo được tị nào đâu. Ở cái này là tại vì tôi ngó nhiều quá nó bị overheat. Nhưng mà tôi nói cho chị nghe đó, thường thường không biết mấy anh đây sao nghe, cái chân diện vừa vừa thôi, nghe không? Từ hồi mà mấy chị chân diện về cái mấy anh tụi tôi bị mất tự nhiên. Tại sao mất tự nhiên? Tức là hồi xưa chưa sửa gì hết á, tôi muốn hung ở đâu tôi hung. Từ hồi sửa về cái hung phải né tùm lum hết trơn. Sao né tùm lum nè? Vừa mới tính hung vô má cái đó. Anh ơi, có chừng hung nhẹ nhẹ, có chừng cái da em mới căng. Trời ơi, tính đưa xuống chút xíu hung vô môi nha. Rồi nói, anh ơi, có chừng hung nhẹ nhẹ, mờ cái đường xăm em mới dẻ. Trời ơi, tính hung lên trán nha, tính hung lên trán cái đó anh ơi. Rồi có chừng cái cầm anh đưa vô, xẹp cái mũi em mới nâng. Rồi giờ cho hung ở trên đầu không à. Cái này ném về cha hung con à. Mệt quá. Thì tôi cũng phải biết bảo vệ nhan sắc của tôi chứ. Chứ chẳng nhẽ rồi mấy ông hôn rồi hả, mỗi lần mấy ông hôn lại phải đi sửa à. Thì bây giờ cái nụ hôn của mấy ông cũng trị giá bạc nghìn, ông còn muốn gì nữa? Không dám bạc nghìn đâu, thà bạc cắt mà nó phê hơn. Trời ơi, mai mới có trên mặt thôi nghe, mấy chỗ khác còn cực kỳ khó khăn nữa. Thế nhưng mà này, bác kêu tôi tới đây để dĩa nè, bác kêu tôi tới đây để bê dĩa tôi đấy. Thấy ghê, thấy ghê không? Trời ơi, coi rồi mới nói vài câu, cái cha ra 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 ra. Trời ơi, hàng chi 30-40 tuổi là cũng còn ở giá. Ai nói với bác là em ở giá đó? Chứ không mở giá mà 30-40 tuổi rồi không thấy anh nào ngó nghía gì tới hết trơn vậy. Ê thế bác không nghe người ta nói à? Nói thì sao? 70 chưa phải là già. Ờ. Cứ vui cho đã tới già hẳn hay. Trời ơi cứ vui cho đã. Trời ơi. Không biết đây có chị nào giống bà này không? Trời cứ vui cho đã tới già hẳn hay. Trời ơi giờ này mà không chịu ấy gì hết, mai mốt già rồi ai dám nhào vô. Sao không dám nhào vô? Rồi có già chát là nhào vô hưởng được gì? Hưởng được chứ sao? Hưởng được cái gì? SSI, tiền già đấy. Ủa ta? Bác tưởng là xin SSI dễ lắm à? Rồi không biết ở đây có anh nào mà khờ khạo đến nỗi mà tự nhiên gặp bà 70-80 tuổi nhào vô hưởng tiền già không? Trời ơi, bây giờ ta hưởng chứ mai mốt mà già ta hưởng gì chị ơi? Thế nhưng mà này. Người ta muốn hưởng là thường thường người ta lấy vợ về là người ta phải hưởng cái em. Cái gì? Chị chỉ từ dưới trên phải nhột nhạt chết rồi, chỉ chỗ nào chỉ một chỗ thôi chứ. Trời ơi, cái chị này ngộ không? Ta lấy chị về làm vợ là ta muốn hưởng chỗ nào ta hưởng chứ. Vậy á, bởi vì em cắp lấy chồng. Rồi, ở giá đi. Mấy chị đừng nghe bà này, ở giá hết mấy anh là nguy dữ lắm. Nhưng mà tôi nói chị nghe nè, thôi bỏ mấy chuyện nó qua đi. Bây giờ gặp chương trình đại nhạc hội Hollywood Night hôm nay. Bây giờ chị có bài nào hay nhất của chị tặng cho quý vị khán giả đi. Bây giờ, ủa mà này chị đi hát hay chị đi chợ? Ôi giời ơi, sáng mắt hối tôi vớ phải cái gì tôi mặc tại cái đấy đi. Nhưng mà trời như vậy ơi. Chứ bác đừng có lo. Sao? Em mặc nhiều tầng nhiều lớp lắm. Vậy hả? Cứ hát hết một bài là em cởi một lớp. Hát hết một bài là em cởi một lớp. Hát bài cởi lớp vậy đấy. Hả? Rồi ăn mặc mỏng manh gì hát được mấy bài? Ơi, mỏng manh thế chứ cũng có 7-8 bài chứ chả chơi. Chưa tính mấy cái lủng kỉnh lãng cảng này nữa đấy. Mỏng manh vậy cũng hát 7-8 bài phải không? Tại tôi biết tôi giới thiệu tới bài thứ 7-8 tôi ngưng. Chứ tôi giới thiệu qua bài thứ 9 cái con người chị trụi lũi. Ôi bác này hơi xin lúc đó chừng mấy anh kêu chị đứng đây hát tới sáng luôn. Nhưng mà bác nói tôi chứ thích cái bác có ăn mặc có hào hơn tôi đâu. Bác mặc cái kiểu gì thế? Trời chị không biết chị ơi, kiểu này ta gọi là mó đồ 599. Mó đồ car wash. Car wash là sao? Là rửa xe đó, rửa xe đó. Chị thấy không? Sáng ra đứng vậy là nha. Là sạch bót hết trơn. Mó đồ dây chê nữa. Thôi nhưng mà bác nhìn mặt anh mặc thì gớm quá. Thôi bây giờ chị hát trước đi. Rồi bây giờ chị trước kia chị hát, chị cởi trước lớp cho tôi mượn trên đi, lớp trên. Ở đây thôi tôi thấy cái áo này cũng được. Cho mượn cái lớp trên đây của chị đi. Mặc vô dùm cái cho nó đỡ, nhìn cho nó giống nghệ sĩ xíu. Đó, kệ mặc áo đàn bà cũng đẹp lắm á. Rồi bây giờ bắt đầu chị hát trước đi. Em hát á? Bây giờ chị hát trước đi. Hát bài gì? Hát bài tủ của chị đó. Tủ á? Tủ thì em nhiều tủ lắm. Vậy được. Tủ quần nhá, tủ áo nhá, tủ lạnh. Yes. Cái gì thế? Trời ơi, tôi nói tủ đây tức là cái bài hát mà chị ưa thích nhất á. Ôi cái bài
cho nên em chả biết hát bài nào. Thôi mấy giờ mình hát nhạc tâm trạng đi nghe. Tâm trạng ấy là sao? Tức là tâm trạng mình sao mình hát vậy. Bây giờ tôi thí dụ cho chị nghe. Thí dụ như người con gái trưởng thành đến tuổi biết yêu, sẵn sàng trao trọn con tim của mình cho người mình yêu, thì trong tâm trạng đó người con gái đó sẽ hát bài. Hát bài gì thế? Trái tim còn trinh. Tâm trạng mà hát nhạc tâm trạng, hát vậy nó mới hay. Nhưng mà khi thành vợ thành chồng rồi, người con gái này không còn vui đùa bay nhảy như xưa, thì trong tâm trạng đó người con gái đó sẽ hát bài. Bài gì thế? Trái tim ngục tù. Chưa. Nhưng mà nói xin lỗi nha, người phụ nữ Á Đông mình có cái lòng thủy chung cao cả, sẵn sàng đi với người mình yêu đến cuối đoạn đường tình, thì trong tâm trạng đó người con gái đó sẽ hát bài. Bài gì thế? Đồi thông hai mộ. Thôi đi bác ơi, khi không người nói người ta hát đồi thông hai mộ là vậy sao? Ôi cái ý tâm trạng ấy là vậy à? Vậy thì cũng thể theo lời yêu cầu của bác, cũng như là thể để đáp lại sự yêu mến của quý vị khán giả ở đây. Uyên Chi cũng xin gửi đến quý vị nhạc phẩm. Nhạc gì? Ôi Cara. Ta có nhạc Ocaron làm gì có Cara trong đó nữa. Cái bác về thời hiện đại là nói là chỉ có nói tới Cara là nghĩa là diamond đấy. Học xoàn á hả? Ừ. Nguy quá. Chưa hát là tôi thấy bắt đầu tốn rồi đó. Thôi được rồi. Dạ kính thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay cho Quyên Chi và bài hát Ocara. Bài nhạc vô. Ủa sao thấy nhạc đâu hết trơn à trời. Thôi tôi làm nhạc luôn cho chị. Vô. Ơi anh yêu, em ước mơ chẳng có nhiều, lỡ mi thì phải tiêu, chẳng khè là bao nhiêu. Cứ shopping, khi nó yêu phải biết điều, món chi mình cũng dinh, chớ nói hoài không tin. Thương thâm thì khi anh sẵn sàng cho em một chiếc xe. Thôi. Cái gì? Thì bác này hay vậy thì tâm trạng em làm sao thì em hát như vậy. Trời ơi, may là chặn lại kịp thời. Chứ không thôi là mà hồi bắt sắm nhà nữa chứ không phải mới sắm xe đâu. Trời ơi, yêu kiểu chị là chắc tan nát cuộc đời hết quá. Nhưng mà bác này à, người ta nói của chồng thì công vợ. Đồng ý. Thì có người làm ra tiền thì cũng phải có người xài tiền chứ bảo quý vị. Em không, chứ chỉ còn gì nữa. Chứ cái kiểu như vậy thì có nói gì chi. Thôi kệ, cũng hy sinh, nhắm mắt hy sinh đi nha. Nói chị nghe nè. Sao? Chị 30-40 tuổi rồi. Sao? Body cũng còn bốc lắm. Bây giờ thí dụ như có người ta cầu hôn chị rồi chị tính thì sao? Cái gì bác nói cái gì? Cầu hôn quá. Cầu hồn á? Ê! Ôi. Cầu hôn chứ cầu hồn cái gì? Run quá. Bác nói cái gì? Cầu hôn. Hôn à, ai cầu thế? Tôi. Thằng nào gan lắm nó nhào vô. Sao nay hăng thế, diễn từ xưa. Tại nay có đông đảo khán giả, mạnh miệng mạnh mồm nói luôn. Cầu hôn. Cầu hôn á? Cầu hôn thế có. Có cái đòi hỏi gì nhiều nhẹ nhẹ không? Có học xoàn không? Ôi mới cầu hôn rồi học xoàn. Nói vậy cho có hai ba chiếc. Vậy á? Thế đủ màu hết á. Thế bây giờ cho mượn cái tay đi, tôi đeo vô cho. Ôi trời ơi, bằng đây tuổi đầu chứ đâu có ai nắm tay bao giờ. Ê, đến nỗi không có ai nắm tay luôn kìa trời. Cái gì? Cho mượn cái tay đi, tôi đeo nhẫn vô tôi cầu hôn. Thế bác nói vậy thì bác nhắm mắt lại đi. Em mắc cỡ quá. Trời ơi, 30-40 tuổi rồi còn mắc cỡ, nhắm mắt lại đi rồi nữa. Bác nhắm mắt kể lại chấp nhận hy sinh, rồi nhắm mắt rồi đó. Đưa bàn tay đây, sẵn sàng có nhẫn liền. Đây. Này. Có nhẫn hộp xoài. Ô. Trời ơi, đi hát biết như lâu rồi bây giờ mới được nắm bàn tay. Ô trời ơi. Trời ơi quá đã luôn. Chơi vô. Trời ơi đâu có gà, lâu quá trời mà tay nó cũng còn thơm dữ vậy trời. Tôi rơi. Đeo băng băng đây chút xíu trọt đuôi mắt rồi thấy không? Trời ơi, có phải người ta không vậy? Không lẽ ma? Nhìn anh tôi tưởng nó ác quỷ dầu cù là. Vậy trời tôi, hôm nay đi đâu ăn mặc bảnh bao quá vậy? Còn anh đi đâu mà cái gì mà ăn mặc nhìn thấy ghê vậy anh? Trời ơi chị không biết, tôi mặc đồ này để tôi quay quảng cáo cho đài TV Mỹ. Ôi trời ơi, mà anh quay đài TV Mỹ mà anh quay về cái gì vậy anh? Tôi đang quay quảng cáo về thuốc diet.
Trời ơi, nói thiệt chị, mới đầu Mỹ nó quay tôi là tôi nặng 300-400 pounds luôn á. Em uống vô viên thuốc đây à, cái xuống còn nhiêu đây nè. May là tôi ngừng lại kịp thời nha. Tôi mà ngừng lại kịp thời là tôi còn xuống nữa. Thôi đi anh ơi, anh cỡ này là được rồi, xuống nữa ai mà coi cho anh được chứ. Xin lỗi chị à, tôi uống viên nữa thiếu gì người coi. Coi cái gì anh? Coi mặt lần cuối. Ai xuống luôn à, chị không tin phải không? Ừ à. Trời ơi, tôi quay mấy cái này đều đều à. Bây giờ chị không tin, chị đứng kế qua bên đi. Bắt đầu tôi biểu diễn thời trang quay quảng cáo đà thuốc đây cho chị coi nha. Chị đứng qua bên, bắt đầu tôi biểu diễn quảng cáo cho chị coi nè, đứng qua bên đi. Mà được không? Được, đứng qua bên. Bắt đầu đài TV action nhạc. Gì ta kêu ta quảng cáo cho coi rồi tự nhiên bịt mắt vậy. Trời ơi, nói thiệt chị nghe này, tôi mới show phần trên thôi đó. Show phần chưa? Dưới khủng khiếp nữa. Anh ơi, mặc vô, mặc vô. Trời ơi, cho show coi thông mà không coi nữa. Trời ơi, anh ơi, anh quảng cáo cái gì mà kỳ cục vậy anh? Thì quảng cáo vậy thuốc đây ẹt phải phô trương xương đồ này kia tao mới tin chứ. Trời ơi, sao ta tin là còn thịt trong này sao? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, vậy là chị biết là tôi thiệt rồi phải không? Ừ. Rồi nay chị đi gặp tôi có gì vui mừng không, nói nghe coi. Tôi nói cho anh nghe. Cái trước tiên á là tôi qua đây á là tôi muốn báo anh một tin mừng. Tin mừng gì nói nghe coi. Tôi mới mua được cái nhà. Mới mua nhà? Ừ. Trời, lặng nhách. Gì vậy? Chị mua nhà chị mừng, mắc mớ gì tôi mừng. Tôi mới mua nhà hả? Ừ. Trời ơi, tôi nghi rồi. Tôi kiếm quá trời không gặp. Đi mất tiêu. Không cho số phone gì chứ. Là tôi đã nghi ngờ rồi. Yes. Anh ơi, cái gì kì vậy, người ta đang phê mà. Trời ơi, không, tự nhiên đang hỏi tâm, tự nhiên đang phê là sao? Trời ơi, cho tôi hỏi anh chứ. Anh hỏi tôi một cái, anh sờ tôi một cái. Anh hỏi tôi một cái, anh đụng tôi một cái. Làm sao chịu nổi? Trời ơi, đàn bà gái gì nhạy cảm quá vậy, không biết cái này chắc điện 380. Ủa mà chị mới mua nhà thiệt phải không? Thiệt. Rồi giờ chị có thể cho tôi biết là chị mua cái nhà đó trị giá bao nhiêu tiền không? Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, tôi mua cái nhà trị giá là 99.999 đồng 100 xu. Mua nhà gì giá lẻ không luôn vậy chị? Lẻ đâu mà lẻ anh, giá chẳng cái lẻ gì. Tôi mới nghe chị nói là 99.999 đồng 100 xu. Trời lẻ ơi, là chẳng anh ơi, lẻ đâu mà lẻ. Chẳng là nhiêu? 100 ngàn. Trời, 100 ngàn, nói đại 100 ngàn đi, còn bà đặt bẻ miệng bẻ mồm. 99.999 đồng 100 xu. Giờ nói thẳng ra mua giá này nhiêu tiền? 100 ngàn. Rồi mua mắc rồi mà không mua nhà, không biết qua hỏi tôi. Nói thiệt chị, trong nhà, trong xóm tôi ở sao? Có người ta đang cần bán nhà bán giá rẻ mạt. Bao nhiêu chip mà rẻ? Vé đi chip luôn. Bao nhiêu mà chip? Cái gì chip, tôi khoái lắm. Chip lắm, biết nhiêu không? Nhiêu? 1.500. Cái gì? Cái gì, cái nhà này có 1.500 vậy anh? Biết nhà gì không? Nhà gì? Nhà nuôi chó. Trời ơi, chá ơi. Trời ơi, chị không biết, cái bên Mỹ này nhà nuôi chó tiện nghi lắm chị ơi. Để được cái già cái giường king size á. Tối buồn buồn ra nằm khỏi mất công mở máy lạnh. Nói vậy chứ mới mua nhà đẹp phải không? Ừ. Chúc mừng cho chị. Rồi ngoài cái chuyện mua nhà có gì mừng nữa nói nghe chơi coi. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe. Rồi sao? Trước tiên đó là tôi báo anh một tin mừng, tôi mới mua cái nhà. Rồi mua nhà mừng rồi, mừng rồi. Rồi có gì nữa không? Có chuyện gì về căn nhà đó, mua nhà vậy thôi vậy đó. Không, nhưng mà tôi nói cho anh nghe cái sau đó đó. Là tôi có mở hàng tân gia. Đó, cái chuyện đó quan trọng đó, ai mua nhà phải đãi tân gia. Đúng, đúng. Mua nhà 100 ngàn đãi khoảng chừng 88 ngàn đủ rồi. Phải cho người ta ăn rồi cho vui vậy mà. Cái gì chuyện ăn uống nha, tôi chịu lắm. Rồi có gặp tôi rồi có nhờ cậy gì không? Dạ tại vì em thấy anh cũng có duyên ăn nói lắm. Dĩ nhiên, nói thiệt chị, cái tài ăn nói lanh lẹ hoạt bát duyên dáng tôi số 1. Tôi biết rồi. Chị trong xóm tôi nhờ cái tài ăn nói lanh lẹ hoạt bát duyên dáng của tôi đó. Ừ. Cho nên ngày nào cũng có người đến nhờ tôi hết trơn. Anh nhận làm gì vậy anh? Đi chửi mướn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ghê vậy, bộ cỡ trời này em ơi. Có tìm mấy ngày chửi mướn nữa hả? Trời, có xong có chị, ngày nào cũng có xô đi chửi đều đều hết á. Chữ khi nào mà trời mưa là treo mỏ. Nói thiệt chị, nhiều khi bên này mà đang mời tôi chửi cái gì mà bên kia trả giá hơi cao hơn chút xíu cái gì là tôi bỏ bên đây tôi qua đứng bên kia chửi tan nát hết trơn á. Sao chửi tôi? Còn nhiều khi mà có người mà mời tôi cùng một ngày cùng một giờ á, vậy biết sao không? Sao? Làm sao? Tôi gom lại chỗ chửi luôn lượt. Rồi chị không tin tôi chửi biểu diễn cho chị coi nè. Đâu thử cái đồ. Sao anh chửi tôi? Ủa quên lộn. Mấy món nghề nghiệp. Trời ơi, tự nhiên đang tân gia không qua chửi nữa. Vô duyên. Lại nhách. Thôi đi anh ơi, tôi không có nhờ anh chửi cái gì hết trơn á. Quên tân gia mà không tự nhiên chửi nó kìa. Bây giờ anh vô đề mẹ anh cái đi. Bây giờ anh phát biểu giùm tôi đi. Tức là đại diện cho gia đình để cảm ơn quý vị quan khách dự buổi tiệc tân gia. Nói cho đàng hoàng, bây giờ mình cứ tưởng tượng trước mặt mình là buổi tiệc tân gia đi. Quan khách tới đông đủ này kia.
Không được đâu chị ơi. Ủa, đại tăng gia nhiêu đây dám mạc lắm mà. Trời ơi. Anh ơi, mình chỉ thí dụ thôi anh ơi. À, thí dụ vậy thôi ha. Ừ. Trời, tưởng chị gan dám đại nhiêu đây dám đứt bóng lắm. À, bây giờ mình trước khi mình vô đề ha, là mình phải cười nở một nụ cười duyên. Đâu thử để tôi lấy coi cảm có được tình quý vị quan khách có mặt. Rồi bắt đầu mình mới cảm tạ người ta. Bây giờ coi tôi cười lấy cảm tình nha. Rồi. Cười này mệt quá, cười này cười có hầu quá chị. Trời ơi, cười có thắng hơi á, thắng. Thắng lợi thấy không? Khi nào mà đứt thắng là đi luôn. Trời ơi, thôi anh ơi. Thôi được rồi, giờ mà cười xong rồi bắt đầu vô phát biểu này nha. Đứng đàng hoàng lên nha chị, quý vị quan khách đông lắm nha, đứng đàng hoàng lại. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia ba của chị bạn tôi. Hả? Cái anh này nói chuyện gì kỳ cục vậy? Em đãi tân gia ở Mỹ chứ là phải đãi tân gia ở... Gì? Trời ơi, chị này ta đang chơi chữ mà nhào vô họng ta chị ơi. Chữ gì? Cũng đang chơi chữ nho. Tân đây có nghĩa là mới phải không? Ừ. Gia có nghĩa là nhà phải không? Ừ. Ba có nghĩa là hai vợ chồng chị với đứa con phải ba không? Hay không? Tân hay gia ba đây có nghĩa là căn nhà mới có ba người ở. Được, xài văn chương bầm dập vậy thôi chứ cản cản hoài. Giờ không muốn nói dài dòng phải không? Thôi anh đừng nói dài dòng đó, bây giờ anh vô đề giùm tôi một cái đi. Giờ ngắn gọn phải không? Muốn ngắn ngắn, muốn dài dài tôi dễ lắm, người ăn nói có thừa. Bắt đầu ngắn gọn. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày á mà. Là cái ngày, vô đi, chơi đi, cháp đi, chơi, chăm nhào vô ăn đi. Trời ơi. Cái gì mà có chơi có cháp trong đó cha. Ở chị này ngộ đàng hoàng chứ. Thì kêu ngắn gọn thì ta nói ngắn gọn cho ta ăn đi để khỏi đồ ăn nó nguội. Trời ơi, ngắn gọn thì phải có chi tiết đàng hoàng, làm gì mà chơi đi vô đi cái gì tới ghê cha nội. Bà này sao khó quá, nhờ không có tốn tiền mà khó khăn quá. Bây giờ muốn nói ngắn gọn mà có đi ý nghĩa phải không? Đúng rồi. Làm lại. Làm tôi coi coi nè. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia của chị bạn tôi. Đó. Chúng tôi rất lấy làm xúc vật. À! Phải. Xúc động chứ phải xúc vật. Chúng tôi rất là làm xúc động trước nghĩa cử của quý vị, nó không quản ngại đường xa xa xôi, đồi núi chập trùng, mưa phùn lầy lội. Dạ. Yeah. Để nhín chút ít thời gian của mình ở không làm gì, đến đây ăn trực. Hả? Không phải. Trời ơi. Ăn tiệc chứ phải ăn trực. Ăn tiệc. Cha này. Và chúng tôi nguyện khắc ốc ghi bù lon. À, trời ơi, cái gì bù lon? Ghi tâm. Và không bao giờ quên được cái mối thù này. Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy? Cái ơn nghĩa này. Và bây giờ xin đại diện cho gia đình đồng kính bái bon. Ôi trời ơi anh ơi. Trời đất ơi, cái gì mà tân gia nhà em mà nó có đồng kính bái á, trời ơi. Chị không biết chị ơi, đại tân gia ta đồ ăn đồ ê hề chị ơi. Nhiều người ta vô ta ăn nhiều quá ta trúng thực nó đứt luôn à. Nên mình đại diện mình nói trước cho chắc ăn. Trời ơi, thôi đi anh ơi, thôi tôi bỏ qua chuyện đó đi anh ơi. Tôi mà kêu tôi chửi mướn vô kêu nói mấy đó không được đâu. Ừ, tôi hát được. Đề nghị vậy nè, bữa đó buổi tiệc tân gia vui vẻ. Bây giờ tôi đề nghị tôi với chị lên hát bài song ca tặng cho tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm đó. Ừ, được á. Mau mua nhà như chị. Ừ, được. Đồng ý không?
năm sau thấy là ông hết hồn. Vậy cũng được, cũng được. Trời sao nói lúc này khỏe không? Tôi hả? Ừ. Trời ơi, khỏe lúc đau, thở xanh xao lúc bệnh. Rồi là bán cái này sao rồi? Trời ơi, nói thiệt anh nghe nghe, trời ơi, ăn uống ngon lành lắm rồi. Ừ. Nhưng mà làm xong thấy ai kêu. Vậy nó thất nghiệp gì? Đó, nội trưởng nói thất nghiệp nghe thử ngay nha. Tôi đang trong thời kỳ quả độ. Quả độ là sao? Nghĩa là đang đói. Trời. Thất nghiệp nói thất nghiệp đi quả độ rồi. Tôi nói vậy nghe cho nó xoan. Còn anh sao, lúc này làm nghề gì rồi? Ừ, lúc này tôi làm ngon lắm. Làm nghề gì? Làm nghề speaker. Cái gì? Anh làm nghề xì dách hacker chia bài mà. Ừ, không phải. Tao bậy tao bạ ở đâu? Tôi mới nghe rõ ràng đó, gì xì dách hacker đó. Ừ, đâu phải anh, lúc nào đầu óc anh cũng có cờ bạc chơi bộ tôi nói cho. Trời ơi, tôi đâu biết cờ bạc của anh, cũng biết tánh tôi rồi. Trời ơi, tôi đi chơi đó là tôi chỉ biết kéo máy thôi. Ừ. Nhưng mà tôi kể anh nghe này nghe. Trời ơi, bữa đó tôi lên Las Vegas. Trời ơi, tôi kéo máy anh. Trời ơi, tôi kéo từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng vô 3.000 máy. Tôi đã nói quá, 3.000 máy luôn hả? Tôi đâu có vô. Chứ ai vô? Cái máy nó vô. Trời ơi, tôi vậy nói anh rồi, đâu biết bài bạc gì đâu. Nhưng mà anh nãy nãy nói anh là xì dách hacker lại là gì? Là tôi nói nghe, không phải là xì dách hacker mà là speaker. Speaker anh là cái loa hả? Ấy, anh làm chứ. Ủa chứ speaker là sao? Thì gọi là người ta gọi là điều khiển chương trình đó. Trời ơi anh ơi trời ơi, điều khiển chương trình giống như chơi là anh Nam Lộc với cô Kỳ Duyên nãy ta gọi là MC. Dạ. Chứ không tự nhiên cái xì dách hacker. Ta nói trời ơi, nhưng mà anh làm điều khiển chương trình ở đâu? Trong hội chợ. Trong hội chợ làm gì có điều khiển chương trình? Trời ơi anh không biết gì trên chợ, tôi nói nghe này, trong hội chợ đó có nhiều gian hàng, gian hàng ăn, gian hàng uống, gian hàng trò chơi, có trẻ coi trong đó có gian hàng lô tô, tôi liền làm điều khiển chương trình lô tô. Làm gì dữ lắm, điều khiển chương trình lô tô. Ô, nhưng mà tôi nói nghe, tôi đang thất nghiệp. Bây giờ anh có cách nào anh giới thiệu cho tôi đi kêu lô tô với anh cho vui được không? Vậy hả? Rồi. Nhưng mà tôi nói nghe không được đâu, anh phải lẹ miệng lẹ mồm mới được nghe. Trời ơi, miệng mồm tôi cũng lẹ dữ lắm mà nghe. Tôi nói thiệt anh, hôm nay mà tôi tập không được á, 3-4 năm sau tôi nói được. Không phải 3-4 bữa sau tôi nói được. Bây giờ để tôi thử kìa. Thử sao? Tôi đưa đồ nghề cho anh coi. Đi kêu lô tô có đồ nghề chứ hả? Ê, bậy đi. Tôi đâu biết ai được cổ được đó, cái đó cho cô chi. Cái này nè, cái sông Lan nó giữ nhịp á. Nhịp kêu lô tô là anh nghe tôi kêu thử nè, sắp trước nè. Lắng lặng mà nghe tôi kêu cờ đây cờ ra, mà có mấy con mấy gì ra. Kêu lô tô là phải có cái này giữ nhịp vậy đó. Nhưng mà tôi nói nghe, tôi thường thường tôi thấy cái này á là trong mấy cái đoàn cải lương ta ưa xài á thôi. Thường thường ta để cho mấy người mà kép tránh đào tránh ta giữ nhịp ca. Ví dụ như gì nè. Nhìn nhau đôi bóng mà tình chia đôi tình. Quá này chị nó hết bình bụng đó. Chứ tôi đâu thấy người ta dụng này ta kêu lô tô đâu. Phải anh ơi, cái đó là khác. Còn này tôi lô tô là phải giữ nhịp. Giữ nhịp nha, giờ tôi nói nghe, giờ hàng sẵn của anh đây nha. Bây giờ tôi kêu thử anh coi được. Rồi, thử nha. Bắt đầu coi tôi kêu lô tô nè. Lô tô, lô tô, lô tô, lô tô. Kêu lô tô giống như bà bóng lên đầu vậy. Ủa kêu vậy là bà bóng lên đầu. Ừ. Ủa vậy không phải vậy, kêu lại nha. Lô tô, lô tô, lô tô đây, lô tô. Được. Lô tô, lô tô, lô tô. Đi đâu mà dội mà vàng, dừng chân ghé lại trang hoàng. Lô tô, người nào chồng bỏ chồng chê, chơi lô tô riết chồng quê chồng đi luôn. Tự tội cho nó ra chứ.
yêu cầu người xem. Đúng ra tôi ra cho anh xem. Ra nghe không? Các bạn mà nghe tôi kêu con thợ ra, tôi ra con mấy gì ra. Ờ bèo. Ủa mà nãy em kêu số mấy rồi? Nói không ba không? Con không ba. Cản hoài vậy. Con không ba của tôi anh làm gì kêu nữa? Tôi kêu hồi nào? Cứ kêu mới gì kêu không ba đó. Là tôi kêu con không ba của anh, anh bắt nhớ tôi kêu con của tôi chứ bảo. Tại vì ham kêu con không ba của anh lắm vậy á. Con không ba tôi đã con mấy gì ra mà đọc thơ nha. Lát cô đi trước lát cướp đi sao mãi lát cặp kéo ba hồ mà gái là con số 7. Trời ơi, trèo này khó trèo lắm cho mình đi quanh đi. Dạ, thấy không? Làm lại. Lặng mà nghe
cho điều. Ông nghĩ đang cho điều. Ôi, thua rồi. Ai nói anh tôi điều? Phải tôi cho điều chứ, thằng gì tôi là. Ai nói anh tôi thương điều? Thương gì? Thương gì kể tôi chứ không bao giờ tôi thương vợ điều đâu. Chưa thương gì hết trơn, tự nhiên nhảy họng ta. Ngoại tướng con vợ, con vợ nào đấy trời ơi. Phải thương. Thương gì? Có rồi, có rồi. Phải tướng con vợ già, con vợ già là con ba ba, con ba ba. Vừa phải là ăn gian, vừa trả đổi. Vì ăn gian. Không, phải cái này là người ta thương. Thương đều nhưng làm sao mà thương vợ già đó hả? Bộ tôi ngu sao tôi thương cho đều. Tức sao hả? Trời ơi, mình nói chung của vợ già trước. Trời nó gấp, nó sắp sửa tay xuôi rồi. Nó tay xuôi là mình thưởng life insurance. Nó làm cái lấy cái số tiền life insurance nó nuôi vợ nhỏ. Biết gì chứ. Được rồi, tôi thấy anh kêu được lắm. Lẹ, chuyện lẹ bò lắm. Giờ tôi nhắc vợ đi nha. Rồi, giờ đi phải không? Mà khoan hả? Thì trước khi mình đi đó, mình xin kính chào quý vị khán giả với lại cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của anh em mình đi. À đúng vậy, đúng vậy. Dạ, phần trình diễn của Bảo Liên và Minh Thành đến đây chấm dứt. Xin hân hạnh kính chào quý vị và các bạn. Crazy woman stand middle of the sky. Gớm con gì nó kêu thế. Trời ơi chị làm gì vậy? Trời ơi tôi nói tiếng Mỹ chị không hiểu hả? Trời ơi tôi nói crazy woman stand middle of the sky. Crazy woman có nghĩa là bà điên. Stand có nghĩa là đứng. Middle là ở giữa. The sky là bầu trời. Có nghĩa là bà điên đang đứng giữa trời. Này, bắt tiếng ám chỉ em đi à? Ám chỉ gì? Ta đang nói tiếng Anh mà ám mày chỉ mày nói tiếng Anh với tiếng em. Về mà học lại ESL đi. Trời ơi, tôi nói chị nghe, học chi cho nó nhiều, xài không hết, nó uổng gì biết không? Trời, chỉ cần biết một vài chữ thôi, nói người Mỹ nghe, hiểu được rồi. Tôi nói thiệt chị, có cái bà má ở kế nhà tôi đó, mới qua gần một tháng nay thôi, biết có một vài chữ tiếng Anh thôi mà nói Mỹ vẫn hiểu như thường. Bốc phẹt. Thiệt, trời ơi, tôi nói chị nghe nè, cái bà đó bà mới qua Mỹ có gần tháng nay thôi, không? Bà chưa có shop gì hết trơn á, chỉ có ông chồng là kiếm được cái shop của chính phủ thôi. Thế ông chồng biết tiếng Mỹ à? Trời mới qua gần tháng làm sao nói được chị? Thế tại sao ông kiếm được cái job của chính phủ? Trời ơi vậy mới hay. Cái job gì thế? Lụm rác ngoài freeway á. Lại bốc phép. Sao cái bốc? Đây đâu phải là cái job. Chơi sao? Cái đây là cái hình phạt của chính phủ, họ phạt những người mà họ phạt tội nhẹ. Họ được cái job là lượm rác ngoài freeway. Trời ơi lượm rác làm như sung sướng lắm vậy, cho phép đâu nữa. Trời ơi thì ổng bị phạm tội nhẹ, ổng mới đi lụm rác ngoài freeway. Thế ổng phạm tội gì mà ổng mà tội nhẹ? Biết tội gì không? Tội gì thế? Đánh vợ. Đánh vợ mà tội nhẹ à? Thì tại ổng đánh nhẹ ổng bị tội nhẹ, chừng nào ổng đánh nặng ổng mới bị tội nặng. Biết gì hết trơn. Ê này nhưng mà thế là ông có biết là bên đây là lady first không? Trời ơi phải ông biết, ông đâu có đi lụm rác ngoài freeway. Thấy không? Trời ơi tại ở đó giờ là ổng chuyên môn ổng sống là gentleman first. Vợ mà cà chớn hả, lôi lại giật trỏ mình. Bắt nó làm gì đấy? Thôi xin lỗi, đang hứng. Đó, tại ông bị quen vậy đó, ông đâu có biết đâu, nghe không? Mà chị biết tại sao ông đánh vợ không? Mà tại sao ông đánh vợ? Tôi kể tiếp cho chị nghe vậy nè. Tức là bữa đó ông đi xin job về không có. Cái người vợ mới đang ngồi coi tivi say mê vậy đó. Cái ông mới kêu bà đi nấu cho ông tô mì gói ăn. Rồi, thế bà vợ có đi nấu cho ông chồng ăn không? Không. Tại chị biết làm sao không? Trời ơi, bà đang coi tivi say mê một vụ án ly kỳ nhất của nước Mỹ mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bà. Ôi giời, cái vụ án gì mà kinh thế? Vụ án của Tổng thống Bill Clinton và Monica Lewinsky. Ôi giời ơi, Clinton thì để cho chính phủ Mỹ họ lo. Mắc mớ gì tới bà mà bà phải lo? Sao ông mắc mớ? Trời ơi, suốt ngày ông chỉ lo ông đối đầu với cái vụ án đó không à. Ông không lo cải tổ trợ cấp xã hội gì hết trơn á. Bà không có welfare, phú tem lấy gì bà xong. Không ảnh hưởng sao được. Mà bác thì đó rồi chị biết sao không? Đó cái ông thấy cho bà ngồi bà coi hoài cái ông tức. Ông tức ông vô mặt hầm hầm cái bắt đầu ông tính giả. Nữa. Quên lộn. Giả cho bà một cái. Giả bà cái cho chị biết bà sao không? Bà sao bác? Lặng lặng không nói tiếng nào hết, bóc điện thoại lên kêu police. Đúng rồi, phải hành động như vậy. Đó, trời ơi kêu police tới liền. Ê nhưng mà này, bà đâu biết tiếng Mỹ đâu, nhưng mà tại sao mà police tới được? Trời ơi, ở bên đảo 6 tháng mà, no, 6 tháng cũng vô. Anh nói vậy mà Mỹ hiểu mới hay chứ. Nè để tôi diễn tả là nghe bà kêu tình cảm sâu nổi lắm nghe, bà bóc điện thoại lên giọng nức nở nghẹn ngào nghe. Như thế à? Kêu 911 à. Gọi điện thoại. Hello. Mac Ray ép mình. Cái gì bác nói gì thế? Nói tiếng Mỹ đó. Tiếng Mỹ là làm.
À, ông Ray là ơn, hép là giúp, mi là tôi, làm ơn giúp tôi. Tiếng tiếng Mỹ. Sao bắt đầu nói tiếp rồi nghe. My house, onion so mommy. Này, cái gì mà hành tỏi trong đấy thế? Người đang báo cáo mà không hành tỏi gì. My house có nghĩa là vợ nhà tôi. Nhà onion là hành, summer là hạ, mi là tôi, tức là nhà tôi hành hạ tôi. Thế không hiểu gì hết trơn. Kỳ thế. Vậy mà Mỹ nó tới ào luôn á. Hay thế. Xong rồi sao nữa? Không, nhưng mà tội nghiệp, ổng đâu có biết nói tiếng Anh, tiếng Mỹ gì đâu. Rồi sao? Nhưng mà ổng cũng biết nhít no. Nên Mỹ mà vừa tới cái hỏi ổng, ổng cái gì ổng cũng chối hết trơn á. Thấy không, bùi lý tội. Hồi nãy anh có đánh vợ anh không? Ông nói sao? No. Hay nhỉ. Trời ơi, học được yes yes no no lấy ra xài liền mà. Hay quá. Cái bùi lý nói vậy là cái bà này bà du quan cho ông phải không? Rồi ông trả lời sao chứ? No. Hay nhỉ. Đúng là chó ngáp phải rồi. Học nhiều mà. Trời, chó ngáp phải rồi đấy. Rồi bùi lý mới tức, bùi lý mới hỏi tiếp. Vậy là tức là bây giờ ông bà muốn ở chung với nhau nữa không? Rồi ông trả lời sao? No. Cái anh nhà. Nhưng mà này làm gì mà nô hoài thế? Thì đó, ông tức. Ông trả lời nô hoài mà cứ hỏi hoài ông tức. Ông chuyển qua yes. Rồi sao nữa? Police mới hỏi tiếp nghe không? Rồi vậy là tức là nãy giờ bà nói là cái chuyện nào nó cũng xảy ra, tức là ông đánh bà phải không? Rồi ông trả lời sao? Yes. Police hỏi tiếp là ông có biết bên này đánh vợ là phạm tội không? Rồi ông trả lời sao nữa? Yes. Rồi chết. Police hỏi tiếp. Vậy là bây giờ tôi xin mời anh về báo cảnh sát với tôi. Rồi bác trả lời sao? Ông trả lời sao? Rồi hỏng toét. Rồi sao nữa thì hấp dẫn quá rồi chứ. Nó được cái job lụm rác ngoài phi quay đó. Trời ơi, có nhiều hỏi hoài chị ơi. Thôi mà bỏ cái chuyện nó qua bên nha. Nay sẵn có bà con đông đảo vui vẻ ở đây, hồi nãy tôi vô tôi thấy chị đứng cái tướng gì mà kỳ cục vậy. Trời ơi, có bắt đầu quá ẹo kìa trời. Không nói dấu gì bác. Nói dấu chi. Em đang là tập để thi diễn viên điện ảnh. Trời ơi, diễn viên điện ảnh rồi nữa hả? Trời ơi, nhưng mà chị đóng cho hãng phim Việt Nam hay hãng phim Mỹ? Là em phải đóng phim hãng Mỹ đàng hoàng đấy. Hãng Mỹ đàng hoàng? Vâng. Rồi vậy là cái hãng này nó muốn khai phá sản băng rút si rồi, nó mời chị á. Này, bác đừng có những cái tư tưởng coi thường em như vậy nhá. Trời ơi, sao hãng nào ngang như vậy trời. Nhưng mà chị cho tôi biết coi cái hãng đó tên gì để tôi coi có quen thuộc ở bên Hollywood không? Cái hãng này nổi tiếng lắm. Tên gì nói nghe coi. Outside the Earth. Outside the Earth. Rồi nó mời chị đóng là đúng rồi. Sao lại... Chị biết sao đúng không? Outside the Earth có nghĩa là bên ngoài trái đất. Thấy không? Là tức là nó kêu chị đóng cái phim này là nó chiếu cho mấy người hành tinh coi. Cho mấy người dưới đất liền coi không hiểu. Thôi bác vừa phải thôi. Ngoài cho nó mời chị đóng phim thiệt không? Phải. Nhưng mà sẵn có tôi đây, chị cho tôi biết nó mời chị đóng phim gì đây. Em phải đóng cái phim mà nổi tiếng, mà có số thu ấy kỷ lục em mới đóng đấy. Trời ơi, cũng đòi hỏi dữ vậy đó hả? Nhưng mà phim gì? Phim nổi tiếng lắm. Phim gì? Sao bác nhiều chuyện quá? Nói cho bác biết. Titanic đấy. Cái gì thế? Nổi ủa kiếm là có trên sân khấu à? Trời ơi, Titanic. Đúng rồi. Trời ơi, cái phim ta nổi tiếng lắm đó nghe mẹ. Thì nó mời chị đóng Titanic rồi, nó cho chị đóng vai gì trong đó? Em em phải đóng vai mà nữ chính trong phim mới đóng ấy. Cái gì thế? Nổi da gà nữa. Trời ơi, vậy đóng vai nữ chánh. Bị đứt xương à? À, thôi tôi biết rồi. Nó cho chị đóng vai nữ chánh, tức là cái giống cái vai mà bà già kể là cái cốt truyện đó phải không? Vừa phải thôi nha bác. Mặt em như vậy mà là bà già. Trời ơi, nghe nói bà già cái chê, xin lỗi bà. Chị thấy trong phim Titanic cái bà già đó trăm mấy, trăm lẻ mấy tuổi rồi đó. Thấy tướng tá mà còn ngon lành không? Trời ơi, nói thiệt chị, tướng chị vậy mà chuyện trăm mấy thử coi. Không chừng cái bèo nhèo hết trơn á. Trời ơi, cho đóng vậy còn không chịu. Vậy cho chị đóng vai chánh là vai gì ở trong đó? Em đóng vai vai rô đấy, lúc mà còn son sẻ. Gì thế? Trời ơi, nổi tiếp. Trời, nổi càng lúc càng lớn. Trời ơi, vai rô rồi nữa hả? Đúng rồi. Ghê quá, chị biết cái vai đó là vai ta kiếm giải Oscar không? Thì em cũng ráng, em tranh thủ ấy, để mà em giật được một cái giải ấy, gần đấy mà. Giật cái giải gần đó. Dạ. Giải gì vậy? Giải gì? Dạ, giải vodka. Trời ơi, vodka là rượu Liên Xô á mẹ ơi. Kệ nó, miễn sao nó có chữ K là được rồi, có chữ K là nổi tiếng rồi. Trời ơi, lãnh cái giải này xong, sao xong dám xỉn lắm á. Nhưng mà chị đóng thiệt phải không? Đóng thiệt đấy. Là nãy giờ là tập vợ đó phải không? Nhưng mà tôi nói chị nghe nè. Bây giờ tôi nói chị nghe, bây giờ chị đừng đóng cái phim đó, nó nặng nề lắm. Giờ tôi giới thiệu chị đóng cái phim khác cũng nổi tiếng ngang ngửa đó luôn. Thế à? Biết phim gì không? Phim gì thế? The Lost World.
Mà cái phim đó là trời ơi nổi tiếng, nít mê dữ lắm. Thế hả? Ừ, em, nhưng mà em đóng cái vai chánh, vai gì trong đấy? Vai chánh luôn, không có chị là phim quay không được. Vai gì thế? Biết vai gì không? Quan trọng vậy á. Ừ, vai con khủng long á. Đó, không có chị là quay không được á. Vừa phải thôi nha bác. À, giờ không chịu phải không? Thôi bây giờ em... là dứt khoát đóng cái phim đó phải không? Thì đấy. Rồi, được rồi, cho chị. Nhưng mà này này là sẵn có bác ở đây ấy. À, bác đóng một vai trong đấy để có gì em dễ tập dượt ấy, được không? Tôi đâu có bao giờ tôi đóng điện ảnh đâu mà tôi biết, trời. Thử thôi. Có tập với chị thôi nha. Bây giờ chị tính tập cái đoạn nào cho tôi biết trước đi. Em á thì em tính toán rồi. À. Em tính đóng cái đoạn mà Đoạn nào? Rose. Sống tuy là cuộc sống xa hoa dư thừa vật chất. Nhưng mà cô không có tự do. Đúng rồi. Nên cô tính nhảy xuống biển để tự vẫn, để kết liễu cuộc đời. Sao nhiều đoạn hay quá, không đóng cái đoạn này thấy ghê vậy chị? Cái bác này, em tính toán cả rồi. Sao tính? Thứ nhất ấy, là cái đoạn đấy ấy, là không phải đối thoại nhiều. Đúng rồi, đoạn đó đâu có nói gì đâu. Nên khỏi cần phải học lời đối thoại. Trời ơi, khôn quá trời quá đất. Rồi sao nữa? Tính toán. Thứ hai nữa ấy, là cái đoạn ấy, lúc mà rô ấy, tính nhảy xuống biển tự vẫn này. Rồi sao? Cái rồi chát cái kéo lên, rồi hai người ngã vật lên nhau ấy. Mỗi lần mà cứ nghĩ tới cái đoạn đấy là em tê cả người. Trời ơi, chưa đóng là tính lợi dụng ta rồi này trời. À, ý của chị là chị tới đóng cái đoạn đó không có nói tiếng nào hết, đang cho dễ đóng như vậy. Đúng rồi. Vậy là tôi chỉ chuyện đoạn này để tôi nhớ. Có đoạn này, đoạn này nó cũng không có nói một tiếng nào hết trơn á. Thế à? Mà tôi coi cái đoạn này trời mấy gạt lần luôn không chán. Vậy chứ có bắt mua bao nhiêu cuốn phim trời rồi? Trời ơi, coi cả gạt lần không chán luôn á. Mà con đoạn đó thôi, không có nói một tiếng nào hết trơn á. Thế à? Chị biết cái đoạn nào không? Là gì thế? Cái đoạn bằng rô nó nằm trên sofa cho thằng Jack nó dẻ đó. Đâu có nói tiếng nào đâu, thấy không? Chỉ có nằm thôi cho ta dẻ. Thế bác nói thế nghĩa là em á hả? Sao? Em đóng cái vai đấy là em... Em sao? Chống trơn à? Trời ơi, được đóng cái đoạn đó là mai phước lắm rồi chị ơi. Đóng cái đoạn đó đâu có mặc đồ gì đâu cho mát, thấy không? Nhưng mà này, nhưng mà nếu như vậy thì ai đóng vai chát? Tôi dẻ cho, hy sinh. Hy sinh ngồi dẻ luôn tới sáng cũng được nữa. Cái trong phim nó dẻ có chút xíu à, coi không đã. Chịu không? Thôi bác ơi, kỳ quá. Đóng... Không chịu đoạn đó được hả? Chị sao mệt quá à, có đoạn hấp dẫn vậy mà không đóng. Giờ chị muốn đóng đoạn nào? Thì em biết rồi. Có một cái đoạn là em nghĩ cũng rất là cảm động. Đoạn cảm động. Đây là cái đoạn đấy mà Rose ấy, với lại Jack ấy. Mà hai người ấy cùng nhau ấy, nhảy xuống biển ấy. Lúc cái tàu nó chìm á hả? Đúng. Đóng cái đoạn nó lạnh lắm chị ơi. Chị này khôn quá, đóng cái đoạn đó chị nằm trên tấm ván còn mình tôi dưới nước không à. Khôn quá trời quá đất à. Cái bác này. Bây giờ đóng cái đoạn đó phải không? Đóng cái đoạn đấy. Rồi tập thử thôi nha. Tôi cũng may phước sao cho chị vô chị đóng thì tôi cũng kiếm được chút đỉnh. Tôi có cái áo này nè. Đúng rồi, cho nó giống. Rớt xuống dưới biển ha. Đúng rồi. Tôi cởi ra tôi cho chị quay để coi có gì trong này không, để coi đưa đi là không có đồ trở lại. Trời ơi, hên cho chị hên nha. Trời ơi, tôi có được một cái sợi dây chuyền giống y chang Titanic, tính mua tặng cho người yêu á, mà giờ gặp chị cho chị mượn chị tập. Thế à? Cái này là dưới biển vớt lên đó nghe. Thế à? Để lâu ngày nó nổi ra, nó phình ra vậy nè. Thế em cất cái khăn này ra nhé. Trong Titanic là nó nhỏ ha. Cái này để dưới nước không mà nó phình vậy đó. Hay vậy, nó mà đổi thứ đủ thứ màu trong đây nè. Cái kia một màu đâu có áp phê. Này nhiều màu áp phê á. Giống không giống? Đi ra đường mà lỡ thất lạc ta dòm tao biết chị liền ha. Giống không giống không? Giống rồi đó. Giống chát không chát. Ôi sao bác cứ hay thế? Sao bác mấy hôm nay là em nhờ bác đóng mà sao bác hay thế? Có linh tính. Có linh tính mình được làm chát. Chát in the box á. Nè bây giờ ấy đi. Cái gì chát in the box trong đó nữa? Làm như tôi hamburger hả? Mặc vô đi nè, cái này mà rớt xuống sông bảo đảm chị là kéo lên không nổi luôn. Cái áo này mà thấm nước vô nặng chình chịch luôn. Bây giờ bắt đầu tập phải không? Bây giờ tập cái đoạn mà từ cái tàu mà nó chìm xuống phải không? Dạ. Cái hai đứa mình phóng ra bắt đầu bơi lội đồ chơi chứ gì phải không? Đúng rồi. Chuẩn bị nha, bây giờ để tôi coi cái nào là cái mũi tàu, cái đích tàu. Thôi mình lấy cái này làm đích tàu đi. Được rồi. Bắt đầu nhảy nha. Bắt đầu cái đoạn đó là nước nôi đồ dữ dằn lắm nha. Đúng rồi. Bắt đầu ra. Bác tính nhảy xuống đây à? Nhảy luôn, chơi luôn mà. Thôi em không dám đâu. Không dám thì người ta lọt xuống dưới biển còn được, mà mình nhiêu đang thua vậy. Bắt đầu nha, làm như thiệt nha. Rồi sao nữa? Music. À, làm gì ra? Bỏ ra. Quên nổi tôi không biết lỗi. Kệ bác, tránh ra đi. Để ai sống được mặt ai. Nó còn thấy ghê không? Tao
không biết lỗi người ta chị làm sao? Ráng chịu, ráng lấy đi. Trời ơi, chóng mặt quá. Lên đó mặc nước rồi. Thôi chị ơi, bỏ đoạn này đi chị ơi. Mệt quá. Ôi đóng đoạn này dám tắt thở lắm. Trời ơi, nhầm không biết lỗi mà đóng cái đoạn này sao đóng. Thôi đóng luôn vô đoạn kia đi. Đoạn gì? Đóng đoạn này mệt quá, đóng bắt đầu đoạn tới gì? Đoạn nằm đi. Đầu chị nằm đi. Ở vừa phải nha. Sao vừa rồi? Đang nghe nói người ta nằm nghĩa là cái gì? Trời ơi, ham lắm, nghe nói nằm cái ham liền à. Nằm là bắt đầu nằm lên miếng dán đó. Rồi cái thằng sắt nó bu trên miếng dán nó tâm tình đó. Ồ, thế thế là cái đoạn cuối á. Ừ. Ê thì được. Nó nằm cái ham lắm à. Vậy thì nằm á. Ừ, bây nằm giờ đâu? Thôi chị nằm trên cao đi. Vậy thôi em nằm nhá. Nằm trên cao mới thấy cái tướng xấu. Ủa, cái tướng đẹp. Để nằm nhá. Ừ, nằm đi. Nằm nhá. Nằm đi, tự nhiên nằm. Này. Hả? Bám vô. À, thôi mình lấy này mình làm đỡ con dáng đi. Ừ, bắt đầu nha. Ồ đấy mà. Bắt đầu diễn tình cảm với em, bắt đầu từ từ tôi bơi từ xa tới bắt đầu tôi mới bám nha. Đúng rồi. Music. Bơi mệt, bơi mệt. Bắt đầu diễn tình cảm nha. Đúng rồi. I love you. I love you too. Trời ơi, mẹ ơi, không tự nhiên cái đầu đớp tôi vậy. Lớp, lớp cái gì đớp. Cái tiếng này em nói vậy thôi, em xin lỗi. Làm lại. Lớp, đớp, đớp. Sorry. Làm lại nè. Làm lại đi. I love you. Đó, vô. Cảm động quá. À, vô tiếp nha. I love you. Equal. Left hook. Gì vậy? Cái gì thế? Trời ơi, nói tiếng Anh mà làm mất hứng á chị ơi. Nó nói gì thế? I love you tức là tôi yêu em. Rồi sao nữa? Equal là bằng, left là trái, hook là trái tim, me là tôi, tức là yêu em bằng trái tim tôi. Trời ơi, nói vậy mà cũng không hiểu nữa. Ôi trời ơi, nói tiếng Anh làm gì cho nó mỏi mồm, mỏi miệng, mỏi tai. Nói đại tiếng Việt Nam đi. Trời ơi, Titanic mà nói tiếng Việt Nam. Đây, được rồi, làm thử nha. Lạnh quá. Trời ơi, lạnh thấy mồ á. Giả bộ mà. Em. Anh yêu em. Cảm động quá. Ai đứa mình không thể nào xa rời được. Lạnh quá. Anh yêu em như là cá với nước rồi đó. Cá mà không có nước làm sao sống. Hay quá. Đúng mà rồi. Nước mà không có cá. Nước cá sao? Ủa nước không có cá đâu có liên quan gì đâu trời. Bác thật tình. Trời ơi, thí dụ mà cũng quên nữa. Thôi bắt đầu vô buồn lại đi bác. Sẽ tình ví von kỳ cục quá. Gì thế? Cấp kêu! Gì vậy? À, cấp... Ủa? Trời ơi, chị ơi, đóng tù mà không nhớ gì chứ. Cái đoạn đó là bắt đầu thằng xác nó chìm xuống dưới rồi đó. Nó chìm liệm xuống á. Ai mà biết, mình đi được. Thấy bác bò là ngã lăn đành đạch ấy, thì em cứ tưởng là bác bị trúng gió hay phải gió gì chứ. Tính trời kêu ơi, cái nước cái nào mà tôi chìm thì nó chìm vậy thôi chứ muốn gì nữa. Ê, bác đóng à? Nó chìm gần tới dưới đáy rồi chưa nói nữa. Thế thế à? Vậy bác có đóng làm à? Lợi nghe, bắt đầu chìm nha. Làm chìm. Lạnh quá. Chìm. Lẹ, để tới dưới đáy vậy. Chết. Hả? Này, té là chết. Trời ơi, chìm xuống chết dưới nước chưa? Chứ té gì mà. Chết chưa? Chết rồi, nó đang chìm. Nó chết thiệt à? Đang chìm. Nó chết thiệt à? Trời hỏi hoài mẹ ơi. Thế thì em sống. Hả? Gì kìa? À, nhưng mà không được. Sao không được? Bác có cái tù hít nào không? Phải có tù hít nó mới gọi mấy người tới cứu mình được chứ. À, cái đoạn đó là có tôi hít thổi mấy cái tàu lợi cứu hả? Vâng, bác có cái tù hít nào không? Cho em mượn cái đi. Trong túi tôi có một cái. Thế trong à? Túi nào? Ờ, trong túi á, bắt đầu nha. Đúng rồi. Diễn cái đoạn chót lẹ chị ơi, lạnh thế, quá. Thế à? Để hồi nó đông, đông là nó teo hết trơn vậy. Cuối nhá. Vậy thôi vô nhá. Ờ. Bắt đầu. Music. Thổi nhá. Thank you.
Thôi. Cái gì thế? Hết rồi, nằm được, nằm hoài rồi mẹ này. Chào khán giả, đi vô. Thưa khán giả. Và phần biểu diễn của Bảo Liêm và Quyên Chi đến đây chấm dứt. Xin thân ái kính chào quý vị. Dạ, kính thưa quý vị khán giả kính mến, trong lúc quý vị ngồi xem các cô ca sĩ ca thưởng thức văn nghệ, riêng tôi làm một cái nghề mà ông bà ta thường nói rằng trên đời có bốn cái ngu: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Dạ kính thưa quý vị, tôi lãnh cái ngu thứ nhất, tức là làm mai. Không nói dấu gì quý vị, tôi có một ông bạn ở cùng xóm, ông có một đứa con tên là Út Khờ. Mà thằng này nó khờ đến mức độ không có thể mà cha mẹ nó dạy được, mà phải nhờ tôi chỉ dẫn nó. Thậm chí đến đi hỏi vợ cũng phải nhờ tôi. Hôm nay tôi làm một ông mai bất đắc dĩ để dẫn Út Khờ qua nhà chị hai đi, để mà hỏi vợ giùm cho nó. Bà con cô bác nghĩ coi, đương đi với tôi á, tự nhiên á, nó ghé vô tiệm nó ăn đồ, đương đi qua để mà làm rễ hỏi vợ mà có kìa nó ra tới kìa. Cái trời đất ơi, thôi hết nói. Mày đương đi, tao sao tại sao mày bỏ mày ăn là sao? Đói quá phải cho ăn chứ. Ăn là khi nào không quan trọng, bữa nay mày đi làm rễ mà mày bỏ mày ăn vậy là sao mày làm rễ được? Không cho ăn rửa tôi đói tôi chết là sao? Bộ chú muốn tôi chết đặng chú lấy vợ tôi hả? Trời, nó giết mày à. Tao nói mày nghe, tao là ông mai, tao phải đàng hoàng. Đời tao từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ biết dê một người nào ngoài vợ tao ra, thấy không? Còn mày, tao nói thiệt với mày đó, dầu vợ mày bây giờ tao sắp hỏi cưới cho mày đẹp như tiên sa phụng lộn đi, mà cho tao đi. Sao? Tao lấy chứ sao? Nói chơi. Chỉ là dê nữa rồi. Nói chơi mà với mày. Bỏ rồi. Tao giỡn chơi với đâu có làm cái chuyện đó. Nhưng mà tao... Ê. Sao mày đi hỏi vợ mà mày không mặc quần? Gì? Sao mày không mặc... Chú đó tôi không mặc quần hả? À. Vậy chứ này cái gì đây? Nhưng tao nói là mặc quần dài kìa, làm rễ mày mặc áo dài phải mặc quần dài. Chứ mặc quần cũ có gì được. Tao may là tao may mà tao còn mặc quần dài nè, thấy không? Ủa trời ơi. Trời, quần dài nó mất rồi, trụng tại mày hết trơn á. Cũng tại mày mà tao quýnh đâu có mặc quần dài gì nữa. Thiệt kỳ cục cho mày quá. Sao mày muốn nói gì đây? Tôi rầu chú. Rầu gì? Không, tự nhiên chú biểu ba tôi đi hỏi vợ cho tôi cưới vợ tôi chi vậy? Thì cưới vợ chứ chi. Mày hỏi mày cưới vợ để làm gì hả? Mà tôi hỏi chú vậy chứ cưới vợ làm gì? Trời ơi, cưới vợ không biết làm gì. Thì cưới vợ về lo làm ăn. Hả? Làm ăn là cái gì? Trời. Làm ăn mà mày không biết làm ăn nữa hả? Làm ăn đây có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà tao cắt nghĩa hai cái nghĩa chánh làm ăn cho mày nghe. Cái nghĩa làm ăn thứ nhất đây đó là cưới vợ về lo làm lụng kiếm cho thật nhiều tiền, mua nhà rồi mua gạo đồ ăn rồi nấu cơm cho hai vợ chồng con cái xúm nhau lại ăn, đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái nghĩa thứ hai đây có nghĩa là làm ăn đó là sao chú không nói mà chú cười? Cái này khó nói ra sẽ bị đầy quá. Sao vậy? Thôi mày về mày hỏi ba mày chỉ mày cách làm ăn mày. Ủa, bộ ba tôi cũng không biết cách làm ăn nữa hả chú? Không biết sao lòi mày ra. Ê, sao mà tao hỏi mày tại sao mày sợ có vợ vậy? Sợ lắm chú ơi. Sao? Vô đây đây, bỏ này ra đi. Không muốn nói rồi. Nói đi. Từ nhỏ lớn ở con mình nè. À. Bây giờ cứ vợ về nằm chung ngủ chung nhột nhột. À, ý mày muốn nói mày khó có vợ lắm. Khó chịu ha, nhột. Hồi đó tao cứ bắt gái mày về buổi đầu cũng nhột kìa. Tuần lễ đầu nhột lắm. Tới chừng 2-3 tuần lễ sau cái hết nhột. Có nhiều khi chiều ông kêu ông ơi vô đây nhột chơi ông ơi, đó có sao đâu. Nhưng mà tại sao tao thấy mày không có thông minh mày ơi. Cái gì? Cái nét mặt mày không thấy thông minh. Ta về mà chú nó không thông minh hả? À. Mặt ta sáng như trăng rằm mà chú nó không thông minh. Sáng như trăng rằm mà đếm từ 1 tới 10 tao nghe coi. Dễ thôi. Đếm coi. Con nít nó còn biết đếm nữa, không chi là cháu này. Đếm coi. Chú nghe cháu đếm này nghe. 1, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10. Trời ơi, đếm không có thứ tự gì hết. Đếm phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mày đếm lộn xộn quá làm sao ai nghe. Đếm sao miễn đủ 10 thôi chứ. Chú không thấy hả? Sao? Lô tô nó kêu tùm lum hồi cũng có người kinh vậy. Lô tô là khác. Nhưng mà trời. Mà sao gì? Tôi buồn chú á. Buồn gì?
Trời đất ơi, từ lúc rồi bây giờ tao hỏi mày nha. Dạ. Cái chuyện lô tô đó là khác. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó mày muốn tao dạy mày 5 câu không? Dạ. Muốn phải không? Dạ muốn. Khi vô gặp vợ tương lai của mày, mày nói cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Bây giờ tao dạy mày câu thứ nhất, nhớ học cho thuộc khi gặp vợ tương lai của mày. Dạ. Trước khi bước vào nhà gặp vợ tương lai, cúi đầu chào, mày nói: "Chào em anh mới qua." Nói lại coi. "Chào em anh mới qua." Nói lại coi. Ê, ê. Cái nói lại coi mày tới đó mày ngắt đi, mày nói lại coi, mày nói với tao ngắt, thôi. Ngắt hả? À. Tại chúng nói rành rẽ sao tôi biết tôi ngắt. Ờ tới nói đi. Giờ tôi ngắt nha. "Chào em anh mới qua." Ngắt. Trời ơi, ngắt là ngắt nội tâm, ngắt ở trong bụng, tới nói chào em mới qua thôi, đến đó ngưng đi. Ủa, nội tâm hả? À. Vậy giờ chào lại nha. À. "Chào em anh mới qua." như là mèo khè mà ngắt cái gì. Tới đó chào em anh mới qua là đứt câu để chỗ đó thôi. Yeah. Một câu hay không? Dạ. Yeah. Câu thứ nhì, nhớ nghe không? Dạ. Yeah. Khi nào nó hỏi mày vậy, "Hôm nay anh qua đây có chuyện gì?" Mày trả lời: "Hôm nay qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình." Nói coi. "Hôm nay anh qua đây bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình." Ờ, hay, hai câu phải không? Yeah. Bây giờ câu thứ ba, thế nào nó cũng hỏi cái chuyện làm ăn. Yeah. Nó hỏi mày vậy chứ bầy heo của anh lúc này có khá không? Mày trả lời: "Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp." Nói coi. "Không được khá, con bỏ ăn con ngáp ngáp." Ừ, hay, ba câu, đó phải không? Bây giờ câu thứ tư, thế nào cũng hỏi mày vậy chứ anh có săn sóc nó không? Mày trả lời: "Có chứ không ai bằng." Nói coi. "Có chứ không ai bằng." Là bốn câu, thuộc không? Thuộc không? Thuộc, thuộc. Thuộc là câu thứ năm quan trọng nè. Khi nào nó hỏi anh qua đây rồi chừng nào anh về, mày trả lời: "Về sao được, ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc." Nói coi. "Về sao được, anh ở đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc." Ồ, nhớ năm câu phải không? Dạ. Rồi. Dạ, giờ em về hả chú? Chưa, về sao được. Trước khi từ giả người yêu của mình lại nắm tay siết cho thật chặt, đè đầu hung nữa chứ. Hung nữa hả? Hung vợ tương lai mình đó. Ừ, hung là dễ mà. Biết không? Con biết dễ lắm. Sao? Hung là mình lấy cái miệng nó đánh cho gò má nó đó. Ừ, đó hung thường, còn hung cao cấp nữa kìa. Ủa, còn hung cao cấp nữa hả chú? Chứ sao? Hung cao cấp là lấy cái môi với cái môi cả nhau vậy nè, cả. Ừ, cả vậy là cắn miệng rồi. Ừ, cái này tôi ghét lắm chú ơi. Sao ghét? Tôi đi coi hát bóng á, mấy lần thấy hai đứa đang ngồi nói chuyện, cái hát đè đầu nhau nó cắn. Bậy. Thấy ghê dễ sợ nè. Hai cắn đó là người ta hung cao cấp đó. Dạ, hung cao cấp tình mà. Tứ thương yêu nhau mới dạ làm hả? Vậy đó. Thôi bây giờ mày vô nghe. Dạ. Mày mà mặc đồ lại đàng hoàng, chải đầu để tao xin phép chị hai nhà đi không? Dạ được. Xong không? Rồi. À, rồi. Rồi mày vô đây nè. Đứng đây. Dạ. Đây. Giờ mày giờ vô hả? Ờ vô đi, vô chờ chừng nào tao xin phép rồi ra. Vô rồi chút xíu chú nhớ chú kêu mọi người. Tao xin phép được rồi tao mới mời mày ra. Đi, rồi đi ơi. Trời đất ơi, rễ mà chàng hãng vậy là ai gả con không? Không biết có chị hai nhà không? Chị hai ơi. Có... Trời ơi, có chị nhà mừng quá. Chị hai. Mời chị ra đây chị hai. Trời ơi. Chào anh Xui mới mà. Chào chị Xui. Chị đây. Lấy đi. Trời ơi sao? Sao chị Nai chị đẹp quá chị Xui. Ý anh bữa nay cũng đẹp hết hồn. Trời đất ơi. Dạ. Nè, anh bữa nay qua đây có chuyện gì không? Dạ cũng có chuyện với chị Xui. Sao? À, hôm nay tôi vụ qua đây là vụ Út Khờ đó. À, vụ thằng Út Khờ nó qua hỏi con Út Bén nhà tôi đó ha. Dạ, hôm đó nó nói chuyện với chị trước rồi đó. Trời đất ơi, rủi ghê vậy đó. Ủa, nó sao rủi? Nó đi chợ chưa về. À, vậy nó không có Út Bén nhà, có mình chị à? Ừ, mà không, một lát nữa nó về. Một lát nữa mới về? Ừ, anh có dẫn Út Khờ qua không? Có, nhưng mà chưa xin phép được chị rồi, nó không dám dẫn nó vô. Sợ chị không cho phép. Không sao, anh kêu nó vô gặp tôi đi. À, vậy ha, chị cho phép phải không? Dạ, đi anh. Cái gì vậy? Anh sao hả? Anh không đẹp quá ha. Anh sao vậy? Sao nãy gặp, chưa gặp chị mình mấy tôi bình thường, giờ gặp chị sao mình mấy giờ ngứa. Rồi, vậy là anh bị kẻ ngứa. Tầm bậy không có đâu, dạ? Tại chị đó. Sao anh ăn bận kỳ vậy? Cái gì? Đẹp quá ha. À, chị hai ơi. Dạ. Trước khi mà kêu Út Khờ ra đây, tôi muốn hỏi thăm chuyện chị hai. Thì cứ hỏi đi, anh cứ hỏi đi mà sao. À, tôi qua đây 2-3 lần rồi nói cái chuyện vụ Út Mén đó mà sao không gặp anh hai, có mình chị anh hai đâu rồi. Dạ. Thấy không, tôi chịu vậy đó. Vợ mà thương chồng hỏi tới tôi cười á, tôi khái cười á. Gì coi? Cái gì á? Mà khóc
cho cười cái gì? Ủa chị khóc hả? Trời ơi, vậy tôi tưởng chị cười chứ. Đẹp đến mức độ mà khóc mà tôi tưởng cười. Mà sao chị khóc vậy? Ảnh đâu rồi? Đi mất rồi. Mất hả? Mất rồi. Mất sao đi kiếm? Không, tôi nói ổng đi xa rồi. À, chắc giận chị đi xa vài bữa về thăm chị chứ có gì đâu. Không. Chứ gì? Tôi nói là ảnh theo ông, theo bà rồi. À, chắc ông bà ở dưới tỉnh rồi, chắc giận chị về tỉnh rồi. Trời gì đó. Ơi trời. Cái gì? Tôi nói với anh ổng có phải. Chứ sao? Tôi nói là gì? Anh chết rồi. Hả? À, gì vậy? Chồng chị chết. Ôi sao vậy? Anh tôi, sao vậy? Tôi khỏe chứ sao? Sao kỳ vậy? Chồng tôi chết anh khỏe là sao? Vợ tôi mới trung thực chết rồi. Ôi, vợ anh chết. Vợ anh chết thì kệ anh chứ, nói với tôi kệ sao được. Vợ tôi chết rồi, chồng chị chết ấy ấy. Ấy ấy ấy, đứa mình hợp tác làm ăn. Làm ăn cái gì? Thì buôn bán làm ăn. Trời ơi, hỏi biết rồi hỏi. Ấy là ổng quê đó. Thôi được rồi, cái vụ tôi chị để một giờ khuya tôi qua. Chứ vậy, một giờ khuya qua làm chi vậy? Nhớ qua đuổi mấy nít nhỏ đi chỗ khác nghe không? Chứ vậy? Vụ đó nó... Vậy đó. Để tôi kêu Út Khờ vô nghe. Ừ, tôi kêu đi. Nhớ nghe không? Thôi. Khờ ơi, Khờ, xong rồi Khờ. Dạ. Đâu? Không được. Chào cháu. Chào em, anh mới qua. Trời ơi, sao đây? Cháu qua đây có chuyện gì? Anh qua đây để bàn chuyện duyên nợ của hai đứa mình. Trời ơi, tôi dẫn thằng điên qua rồi. Ở trên trời xuống rồi. Nè, ba má cháu bên nhà có khá không? Không được khá, con bỏ ăn con ngáp. Trời ơi, trả lời gì vậy trời? Tao hỏi mày có điên không? Có chứ không ai bằng. Nè, mày đi về đi. Về sao được? Anh ở lại đây với em cho đến ngày răng long đậu bạc. Trời ơi. Anh ơi, anh đem mày về đi. Còn một câu nữa, ông kêu mình là đè cắn môi nữa. Hai đứa nó chết rồi. Thôi mình đi về. Trời ơi, sao anh đẻ tôi? Hôm nào hỏi bà con tôi nằm dưới chị mà tôi đẻ chị hôm nào? Bà con cũng thấy. Thôi trời ơi, sao mày nói bậy vậy? Đi là má mày. Chào má mày đi. Chào má mày đi. Chào má mày không à. Nói. Chào má. Thôi tôi mệt quá rồi. Thôi mệt quá rồi, anh đem nó về đi, tôi lại anh, tôi thôi lại. Được anh. Rồi chị hai, tôi xin lỗi chị hai bởi vì nó khờ quá, nhưng thằng này nó siêng năng, nó giỏi giang lắm. Cưới con chị về, con chị có phước lắm, nhờ nó lắm. Thôi. Đó là phần nó, còn phần tôi chị. Sao nữa? Trời mệt quá rồi anh ơi. Ví dụ 1 giờ khuya. 1 giờ khuya chi nữa? Tôi muốn điên rồi anh Mười ơi. Tới quỳ nhà thờ. Nhà thờ chi? Làm phép giao. Giao ai? Tôi giao. Trời. Thôi được rồi, chị nó để sao vô chào bà con cô bác mày. Chào em, anh mới qua. Chào em chào. Gì biết trời ơi, chết rồi, khổ anh quá. Anh Mười ơi, anh làm ơn anh nói giùm anh Mười. Dạ kính thưa quý vị, vợ kịch đã chấm dứt, xin kính chào quý vị.